Khi làm lớp chống đinh, quý anh chị sẽ không phải thay thế vỏ xe, bởi vì khi có đinh đâm vô, chúng ta sẽ rút ra và không cần phải vá lại. Đó là một cái yên tâm dành cho những anh chị đi chở gia đình mình một chuyến đi dài, một chuyến đi du lịch. Khi quý anh chị di chuyển trên cao tốc, đinh đâm vào thì chúng ta sẽ không lo lắng đến việc là nổ vỏ xe, bởi vì lớp chống đinh, lớp cao su này đã bọc cái đinh rồi, nó sẽ không bị thoát hơi. Khi quý anh chị đi đường dài, chúng ta sẽ không phải lo nghĩ đến việc là tìm chỗ giá vỏ xe ở những cái nơi lạ và sợ người ta làm trầy mâm mình, sợ người ta làm siết ốc không đúng lực, rồi sợ người ta mở không đúng cách, vân vân. Đó là những cái lý do mà quý anh chị nên cân nhắc là lớp chống đinh.